khi bạn nhịn đánh hơi thì dám đi đâu thế? Bạn nhịn đánh hơi, dám sẽ quay ngược trở lại trực tràng của chúng ta, quay ngược trở lại ruột non của chúng ta, và nó đi vào trong máu. Khi máu lưu thông tuần hoàn sẽ đưa dám đến phổi, và khi chúng ta ho, chúng ta ợ, đó là cái lúc mà dám đi ra ngoài đó. Vì vậy, có dám cứ đánh bạn nhé, hãy đừng nhịn.